Minh Thúy xin kính chào quý vị hôm nay thứ Sáu, 17 tháng 2, 2023. Đến với VATV hôm nay gồm có phỏng vấn đặc biệt và nhặt lá bồ đề. Sau đây mời quý vị theo dõi phần 5 phỏng vấn đặc biệt với nhà văn Phan Nhật Nam về binh nghiệp của những khóa sinh trường Bỏ Bị Đà Lạt, về những thế hệ sinh trong hai thập niên 1940 và 1950 và những động lực nằm sâu trong tâm tư của họ. Chương trình do Phan Lê Dũng, Võ Thành Nhân và Minh Thúy thực hiện. Vâng, anh nói thêm về cái việc tự sát của anh. Của anh Thông. Vâng. Mẹ anh Thông là một trung đoàn trưởng khóa 16 Đà Lạt. Thì cái sư đoàn 22 nó có cái huy hiệu hai núi ba sông, là vừa quay về cao nguyên mà vừa quay cả đồng bằng. Và anh là trung đoàn trưởng, một trung đoàn của sư đoàn 22 bộ binh. Thì tôi nhớ là sư đoàn đó đóng ở Đế Đức, ở Bồng Sơn. Thì những cái ngày của tháng 3 năm 1975, anh lui quân về đến Quy Nhơn. Thì một số xuống tàu đi, nhưng một số phải ở lại với lũ tàu. Và anh quyết định, anh tự sát ngay tại bệnh viện Quy Nhơn để ở lại với những người lính của mình. Thì những cái điều đó không phải là nói về cá nhân của anh Trâm, nhưng mà đó là điển hình trong những cái điển hình. Ví dụ, chắc chắn một điều như thế này, mà đến giờ này tuy không có rõ tin, như anh Nguyễn Xuân Phúc, lữ đoàn trưởng lữ đoàn 147 thuộc lục chiến, và lữ đoàn pháo là Đỗ Hữu Tùng. Hai anh á, buổi sáng 29 tháng 3 ở Đà Nẵng, thì có người vẫn thấy anh là được. Nhưng mà tại sao mà anh không đi? Tại vì có những đơn vị thủy quân lục chiến chưa xuống tàu kịp. Cho nên hai ông lữ đoàn trưởng 147 và lữ đoàn phó Đỗ Tùng ở lại và chết trên ở trên bãi biển Đà Nẵng, có thể chết ở Mỹ Khê hoặc là chết ở trên cái bãi Nông Đức, cái đó thì tôi không được rõ. Nhưng mà tôi xin vừa kể với anh Lê Dũng và thưa quý vị, không phải đề cao cái khoa 16 đó là khoa liên trưởng của tôi, nhưng có như thế tại vì sao? Vì đó là một cái khoa được huấn luyện kỹ nhất. Từ đó để nói qua khóa tôi một lần, khóa tôi là khóa 18, 15 người đi sư đoàn 1 bộ binh ở Huế dưới quyền của Ngô Quang Trường. Thì 15 người khóa 18 của chúng tôi, trong đó có những người tôi nghĩ là cũng bình thường thôi, vì ở trong cùng khóa biết nhau, nhưng mà tất cả đều là trung tá tiểu đồng trưởng cho đến ngày người ta tự trận. Và trong 15 người đi của khóa 18 về sư đoàn 1 bộ binh, chỉ còn lại một người sống sót, một người duy nhất, đó là ông Trần Ngọc Huế ở trên DC. Tại vì sao ông sống sót được? Tại vì ông bị bắt ở tù, bị bắt ở Hà Lào, cho nên ông mới sống sót được. Còn ngoài ra tất cả đều chết hết. Cũng mở ngoặc đơn, có một người sống sót nữa là anh Tinh Anh Nhi, tại vì anh đã được đi làm quận trưởng quận Hương Hóa, là cái quận mà không ai dám nhận hết, vì đó là cái quận nó đối diện với phía bên miền Bắc, cho nên giao ông trung tướng Ngô Quang Trưởng đã giao cho anh Tinh Anh Nhi làm quận trưởng quận Hương Hóa. Thành thử ông này cũng sống được, ngoại trừ những cái ông duy nhất mà còn sống được trong trận tiền, đó là anh Trần Ngọc Huế, hiện tại đang ngồi ở DC. Kể như vậy để không phải đề cao cái khoa 18 hay đề cao khoa 17 hay là 10 các cái khoa của Đà Lạt, nhưng chị có ở trong các khoa dưới sự điều hành chỉ huy lãnh đạo của đại tá Trần Ngọc Huế mới có một cái thế hệ sĩ quan như vậy. Nhưng thưa Vành Lê và Lê Dũng và thưa quý vị, không phải chỉ đó thôi, còn nhiều nữa. Vâng, tôi xin vừa kể những cái gương hy sinh của những người khóa 16, thì khóa 18, khóa 19, 20 và những cái người ở trí quân ở Đà Lạt. Không phải là để tuyên dương cái trường học của tôi, nhưng mà thưa với anh Phan Lê, không nói là có lỗi với người sống, người chết. Và tôi xin kể tiếp, không phải trường Đà Lạt đâu, ở trường Thủ Đức có một anh tên là anh Phạm Huy Phong. Anh này là con ông Phạm Văn Bính,
ông Phạm Văn Bính là thủ hiến Bắc Việt, là ngang cơ với ông Nguyễn Hữu Trí, là ngang cơ với ông Phan Văn Giáo, chỉ dưới quyền của ông Trần Quang Hữu được thôi, vì là thủ tướng. Thành từ khi anh Phạm Huy Phong năm 72, anh đang học ở Bích Pháp, anh đang học cao học bên đó, thì không mắc mơ gì anh phải đi lính hết. Thế mà anh được tự nguyện từ ở Pháp về Việt Nam để đi lính. Và anh đi Thủ Đức, chứ không phải đi Đà Lạt. Đi Thủ Đức để ra trường cho nhanh, để phụng sự Tổ quốc, để giữ miền Nam. Mặc dù chả ai có bao giờ anh Phạm Huy Phong nói những lời đó trở lại. Và anh đã chết trong cương vị một trung đội trưởng ở Quảng Trị, ở mặt trận Quảng Trị năm 72. Mở ngoặc đơn, có nhiều người đi lính, nhưng mà ví dụ như con cháu ông Cao Văn Viên, là con cháu ông Lê Văn Tị rồi chẳng hạn, rồi ở trong gia đình nhất cũng làm sao để kéo các cái người đó về các đơn vị nó an toàn. Thì trường hợp của anh Phạm Huy Phong đó cũng phải là đơn độc riêng biệt, đó là trường hợp của anh Phan Quang Tuấn, con ông Quốc Vũ Khanh, Phan Quang Đáng. Đó là trường hợp của ông Nguyễn Cao Hùng của ở không quân sư đoàn phi đoàn 514 không quân. Đó là trường hợp của Trần Thế Vinh của sư đoàn của phi đoàn 514 hay 518 ở Biên Hòa. Đó là hàng hàng lớp lớp ở biệt động quân, ở nhảy dù. Vì tôi hay kể nhảy dù là tại vì đơn vị của tôi biết ở sư đoàn 7, ở sư đoàn 5. Có một điều để kết thúc điều này, tôi xin nói với tất cả sự trang trọng và trách nhiệm, là tất cả lính của nhảy dù, đến từ quân lục chiến, đến biệt động quân, đến sư đoàn 1 bộ binh, sư đoàn 5 bộ binh, sư đoàn 7 bộ binh là lính tình nguyện. Vâng, tất cả là lính tình nguyện. Tại vì sao? Để trả lời cái câu hỏi mà anh Dũng hỏi tôi trước, tại sao đi lính. Tại tự nhiên chúng tôi chả bao giờ bảo rằng chúng tôi phục vụ Tổ quốc, là chúng tôi bảo vệ non sông, chứ không, chúng tôi cũng không dám có những cái ngôn ngữ ngoan ngôn như vậy. Nhưng không, chúng tôi là những thế hệ sinh năm 40 và 50, và trước đó những cái thế hệ đàn anh sinh năm 30, người ta chắc đều ý thức đều phải giữ vững miền Nam, phải giữ vững cái quốc gia này để là một cái nơi cuối cùng cho con người được sống tự do. Lẽ tự nhiên không phải là cuộc sống nó đã hoàn chỉnh, nhưng đời sống của Việt Nam Cộng Hòa ngày trước. Xin cảm ơn quý vị. Chương trình chúng tôi xin tạm ngưng đây và xin hẹn gặp quý vị vào kỳ sau. Xin cảm ơn quý vị.